Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là Sammy Đào. Sammy Đào, ok. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một video mà mình nghĩ rằng mấy bạn đọc tiêu đề chắc bạn cũng biết video này là video gì rồi đúng không? Video gì Sam? Ăn đồ ăn trong Minecraft mọi người ơi. Tôi tưởng là bà lại quên nữa thì chứ. Ok, và lần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của ăn đồ ăn ở trong Minecraft và ngoài đời nha. Và video trước của mình các bạn đã like ủng hộ cho mình rất là nhiều, và video đó hiện tại đã đạt được hơn 10.000 like rồi. Chính vì như vậy cho nên bây giờ mình sẽ tiếp tục làm đến tập tiếp theo nha. Và nếu như video này đạt được bao nhiêu like mình sẽ làm tập tiếp theo nha. 20.000 like nha. Nếu như video này đạt được 20.000 like thì bọn mình sẽ làm tập tiếp theo nhé bạn nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Và hiện tại mình đã vào trong Minecraft rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiếm đến món ăn đầu tiên của chúng ta ở trong Minecraft này nha. Thì lần trước á là bọn mình đã kiếm đồ ăn ở trong đám cưới của mình và Sammy ở đây đó. Có nhiều bạn bảo là trời đám cưới anh Phong, mà anh Phong mua cả cua hoàng đế luôn, quá là xịn luôn. Không biết đám cưới ngoài đời thật của bọn mình á, bọn mình sẽ đãi cho mỗi bàn một con cua hoàng đế không Sam ha? Không biết nữa, nhưng mà chắc lúc đó mình phải rất là nhiều tiền mới đãi được. Đúng rồi, lúc đó mình sẽ có nhiều tiền mình mới đãi được nha. Cho nên các bạn á, xem video là miễn phí mà, chứ bạn hãy nhớ là nhấn nút like video rồi nha. Nhắc thêm một lần nữa rồi đó. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi. Lần này á, tôi sẽ không tìm đồ ăn ở trong đám cưới nữa, mà tôi sẽ qua nhà của từng người để tôi kiếm coi trong nhà của mọi người là có đồ ăn gì không nha. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của Sammy trước đi. À, Sammy ham ăn, để coi Sammy sẽ ăn cái gì nha bạn nha. Ok. Tôi ăn ít lắm. Sammy ăn ít lắm hả? Ok, rồi, để vô xem thử coi. Hey. Ủa, gì vậy? Ủa là ăn ít cho ta, ăn ít cái kiểu gì mà sao mà trong nhà gì đâu mà heo quay quá trời vậy. Ủa là ăn ít cho ta. Ủa ta, tôi ăn cái tôi ăn là tôi ăn rau củ quả rồi uống trái cây không à, chứ ai ăn cái này nhiều tao. Sammy heo thì quá bạn heo ơi, một heo. Mình Sammy không phải con heo này là người ta ăn, còn tôi ăn trái táo trong con heo thôi đó. À là người ta ăn thịt heo, còn Sammy là Sammy ăn cái trái táo của con heo này hả? Đúng rồi. Ok, để mình đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 con heo để mình tính coi. Vậy là mỗi ngày Sammy ăn 12 con heo hả? Vậy mai này cưới Sam về á là một con heo là 2 triệu đi. Một ngày là mình sẽ tốn khoảng 24 triệu mua 12 con heo cho Sam ăn. Không phải đâu. Sammy ăn nhiều thiệt sự. Ok thôi mình đùa bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ lấy cái món đầu tiên trong nhà của Sam là món heo quay nha các bạn nha. Ok rồi, lấy một con thôi chứ không ăn nhiều được như Sam đâu. Sammy ăn nhiều như heo vậy đó. Trời ơi. Điều gì mà thì ông cứ xài xẻ thôi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn tiếp theo. Thì mình nghĩ rằng mình sẽ tìm hai món nha các bạn nha, và sau đó mình ăn xong hai món mình sẽ đến với hai món tiếp theo. Ok rồi, món tiếp theo mình nghĩ là mình sẽ vô nhà của Kairon đi. Kairon ăn ăn gì ta? Kairon là Kairon ăn cái gì ta? Trong nhà của Kairon để mình xem coi. Nhà Kairon thì có một cái nhà bếp nè, có cà rốt đây nè, nhưng mà ăn cà rốt chán lắm, không gì ăn hết trơn á. Để mình vô nhà xem coi. Trong nhà thì có trái cây nè, chanh nè, cà rốt, trời tàn là trái cây. Trái cây thì ăn nó bình thường quá, mình không thích. Ok, mình sẽ tìm tới. Ôi, chỗ này, ủa mà sao trong nhà bếp mà có bồn cầu vậy? Vừa đi toilet xong. À là có nghĩa là vừa ăn xong là lên toilet đi toilet luôn á. Ôi, hoặc là tôi cũng có thể nghĩ nó theo một hướng này nè, chính là Kairon sẽ ngồi ở đây, sau đó Kairon sẽ ăn nhom. Ôi trời, mình không dám nghĩ đến chuyện đó đâu. Mà tại sao Kairon lại để cái bồn cầu ở trong toilet vậy? Thôi, chàng chỉ thôi. Kairon lại để bồn cầu ở trong nhà bếp nha. Ở đây có tủ lạnh nè. Tủ lạnh của Kairon có pizza. Tự thích ăn pizza nha. Cái này ngon nè, đây pizza nè. Trời ơi, nhìn cái miếng pizza. Pizza xúc xích ngon đó nha. Còn đây là heo quay của Sam. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ có được hai món ăn đầu tiên nha các bạn nha. Đó chính là món gì? Pizza và heo quay. Ok. Ăn một mình ăn mấy con heo quay luôn á. Ghê ha. Ok rồi, chúng ta cùng nhau ăn heo quay và pizza ngoài đời thật cái nào. Let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món đầu tiên nha. Sammy có nhớ món đầu tiên là món gì không? Thịt heo đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ở trong Minecraft là nguyên con heo luôn mà. Thì ở ngoài đời cùng lắm là mấy miếng thịt heo chứ có gì đâu. Dĩ hồn, lần trước tôi cũng làm rồi. Trời ơi. Sammy nghĩ rằng là Phong tầm thường hay sao? Đã tìm được ở trong Minecraft là nguyên một con heo thì chúng ta cần phải có nguyên một con heo. Nguyên một con heo. Nguyên một con heo quay luôn mấy bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tôi có tưởng nhau Minecraft ông lấy cho vui thôi. Hóa ra ngoài đời không làm gì luôn.
Nói chung á là khi mà Phong làm video là chỉ có chất mà thôi. Đã làm là phải làm cho đúng, mấy bạn hiểu không? Đó. Nguyên con heo luôn mấy bạn. Ui. Nhưng mà mấy bạn yên tâm nha, nguyên một con heo này á là Phong ra ngoài siêu thị, Phong thấy người ta bán cho nên Phong mua, chứ không phải là Phong giết con heo sau đó Phong làm thịt nữa đâu nha. Trời ơi, tôi sợ lắm. Bọn tôi mua hàng có sẵn nhưng mà tôi thấy con heo nó tội quá. Nếu như các bạn xem video Minecraft của mình thì chắc bạn cũng biết mình rất là thích con heo, cho nên là nhìn nó tội cho cái đuôi nó ngon quá. Tạ thử định lúc tội chưa, định lúc tội chưa bạn. Mẹ ơi, tôi nói tội rồi, tội rồi. Rồi ok, bây giờ ăn sao đây? Biết ăn sao luôn á, không có gì ăn hết. Yên tâm, bọn mình đã rửa tay sạch sẽ rồi nha, cho nên bây giờ bọn mình ăn sao. Thực sự là tôi chưa, bây giờ tôi ăn thịt heo ăn miếng, bây giờ nguyên con thì sao biết ăn gì. Đây để Phong. Thật ra mấy bạn, con heo này á là Phong đã để nó trong phòng từ nãy giờ trước khi quay cái video này á, chắc cũng phải được 2 tiếng rồi, cho nên da heo nó đỡ giòn hơn rồi, cho nên ủa Phong sẽ xé cái đùi ra cho Sam. Xé cái người cái da. Cái da của nó bị dai lại á bạn à, tại mình để trong phòng lâu quá. Rồi, cái đùi cho Sam, sẽ để con heo qua đây. Chưa ăn đùi heo luôn các bạn, lực luôn á. Lần đầu tiên ăn sao? Ngon không? Ê, thịt heo khác thịt gà nha. Khác quá trời luôn á. Ê, con heo với con gà nó liên quan gì nhau? Thì nó giống cái đùi. Sammy ra ăn cái đùi rồi, tôi cũng phải ăn cái đùi luôn. Tôi sẽ lấy cái đùi bên này. Yeah. Nguyên cái đùi heo. Ok, go. Yo. Wow. Đáng lẽ nếu như bọn mình quay sớm hơn thì giờ cái da heo nó đã giòn hơn rồi. Tại vì bọn mình quay trễ quá cho nên giờ mình sẽ ăn cái phần thịt thôi. Cái này Sammy biết người ta gọi là cái gì không? Đùi heo. Không, cái con này nè. Con heo. Ai mà không biết là con heo. Nhưng mà ý là không hỏi Sam nè. Người ta gọi con này là heo quay gì? Heo quay con. Ủa chứ sao? Người ta gọi cái này là heo quay sữa bà. Heo quay con là heo quay... con nó quay mà từ nó có miếng sữa nào đâu. Thà heo chấm sữa gọi là heo quay sữa đúng không? Hay sao? Ý Sammy hỏi á bạn, là con heo này là heo quay chung với sữa hay là con heo quay sữa nghĩa là gì? Mấy bạn có biết heo quay sữa nghĩa là gì không? Comment xuống bên dưới nha. Rồi tôi biết nha, tôi không biết thôi. Mà Sam ăn nước quá. Thôi nhưng mà một mình Phong với Sam á không bao giờ ăn hết được con heo này luôn. Thật sự luôn, mà có thật luôn, nguyên heo thì mình không biết ăn hết được. Ô. Mấy bạn, cái chỗ này cái da nó giòn nè. Mình sẽ thử nhai cho mấy bạn nghe cái tiếng giòn của nó nha. Cái gì nát vậy á? Nếu như bạn không biết thì Sammy là một người rất thích ăn những cái món giòn giòn luôn. Và cái da heo này chắc chắn là Sammy cũng sẽ thích. Ủa Sammy thích ăn da heo đúng không? Đúng rồi, da heo tỏi ớt gì đó, trái tỏi đó. Nhưng mà cái này là nguyên con heo chứ không phải là da heo đó mà. Sammy biết mình ăn như thế nào mới là gọi là xịn không? Không. Cầm lên nè. Con là con heo hả? Em từ từ, bây giờ chấp điểm đi. Nguyên con heo này bao nhiêu điểm? Phong hả? Phong không biết chấm cho con heo này bao nhiêu điểm hết trơn á. Tại vì là không thích thịt heo. Phong không thích thịt heo. Tôi cũng vậy, không giống tôi vậy đó. Và đặc biệt ăn thịt heo rất mập, cho nên mình không thích. Tôi chấm cho bạn heo này chắc là được 6 điểm đi. Tại tôi không thích. Tôi chắc là nói thật luôn là hình dạng thì nó nhìn rất là đẹp đúng không? Nhưng mà ở với vị thì chắc là cho 4 điểm thôi. 4 điểm hả? Tôi không thích ăn gà heo quay. Thật sự đúng rồi. Và bây giờ con heo quay này á thì bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ chặt nó ra thành nhiều khúc. Và sau đó là mình sẽ bỏ vào trong hộp á. Mình đi để mình tặng cho những người hàng xóm nè. Cho nên là bây giờ bọn mình sẽ đem con heo ra để chia sẻ cho mọi người nha. Yên tâm là từ nãy giờ bọn mình ăn cái phần nào, ví dụ cái phần đùi nè đó, thì bọn mình sẽ giữ lại của bọn mình đó. Còn con heo này bên trong bọn mình chưa đụng gì hết thì bọn mình sẽ đem đi để chia sẻ cho mọi người nha. Ok. Và món ăn tiếp theo của chúng ta đó chính là pizza. Đây là một cái món ăn mà Sammy rất là thích luôn mấy bạn ơi. Đúng rồi, pizza thích lắm luôn á. Tại Sammy vì nó to, rất thích pizza. Nó ăn dễ mà, ăn cứ nhầm là xong à. Cầm lên là ăn xong à. Mà cái này hơi to nha, to cái mặt đúng luôn. Rồi, đây để Phong lấy cho Sam nha. Chia gì, Phong cho Sam hết luôn. Các bạn nhìn thèm đúng không? Có bạn nào đang xem video này vào lúc buổi tối tầm 1-2 giờ đêm gì không? Trời ơi, thèm chết được luôn á. Cái này là pizza phô mai chung với thịt gà và thịt xông khói. Cái pizza này á là bọn mình mua về á là nó bị khô cái phô mai lại rồi. Chứ nếu như mà phô mai của nó mà tan chảy á, bạn kéo sợi ra thì càng thích hơn nữa đúng không Sam? Đúng rồi. Cái này phô mai nó ngọt luôn á. Nè mấy bạn hả miệng ra, mình đút cho mấy bạn miếng nè. Ngon quá. Bây giờ Sammy hãy nêu thử cảm nhận của Sam về cái món bánh pizza này coi. Cảm nhận của tôi đang ăn hết sạch luôn bạn. Đó, ông ăn xong, tôi ăn xong rồi nè. Đó, ngon các bạn. Ngon. Ăn nhanh dữ vậy. Tại em ăn chậm quá. Ăn hết sạch luôn bạn ơi, Sam ăn hết sạch luôn, nhanh thật sự luôn nè. Sam ăn miếng này. Ok, nói chung là pizza mấy điểm? 8 điểm. 8 điểm hả?
Phong thì Phong gọi là cũng không phải là thích pizza lắm, cho nên Phong sẽ cho 7 điểm. Ok, bây giờ thì cái bánh pizza còn đến tận hơn nửa cái lận, nhưng mà bọn mình còn phải ăn những món sau nữa, cho nên là cái bánh pizza này mình sẽ đóng hộp lại và để cho anh Mr. Bịch ăn giùm nha bạn nha. Ôi, trời ơi, mình ăn con heo quay á bạn, mình ăn no mà mình no no căng bụng luôn. Một con heo mình không thể nào ăn hết được hết trơn. Vậy mà Sammy một ngày Sammy ăn 12 con heo quay luôn à. Ok, rồi thì hai món ăn đầu tiên của chúng ta chính là heo quay và pizza rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiếm đến món tiếp theo nha. Thì ở đây là mình thấy ui, có nhà của Mr. Dịch nè. Nhà của Mr. Dịch, từ đó đến giờ mình chưa có vào nhà của Dịch bao giờ, cho nên mình không biết nhà Vịt có món gì ăn ha. Trong nhà Dịch có Dịch thịt Dịch đó. Có khi nào nhà ở trong nhà của Vịt là có thịt Vịt không ta, để mình vô xem thử coi. Ok, vô thử nè. Ui, cái gì vậy? Trong nhà Dịch có thịt gà. Trời ơi, cái gì mà trong nhà Dịch nhiều gà quá vậy? Ủa, mà tại sao nhà của Dịch là Dịch lại nuôi gà ta? Tại vì Dịch không muốn nuôi Dịch, tại vì nếu nuôi Dịch thì phải ăn thịt Dịch nên là Dịch không muốn. À đúng rồi, gà. Tại vì Dịch là Mr. Dịch, Dịch là con Dịch, cho nên là Dịch quyết định Dịch nuôi gà để Dịch ăn thịt gà, chứ không thôi Dịch sẽ ăn thịt Dịch là đồng loại của Dịch. À ok, hơi khó hiểu xíu. Nói gì? Rồi, mà ở đây mình tìm thấy mấy cái quả trứng gà nè. Trời ơi, mấy cái trứng gà này bình thường quá, có gì đâu ăn. Ui, có cái trứng này nó bên. À, là trứng này là trứng ăn được nè, còn trứng này là trứng bị thúi nè Sam. Sam muốn ăn trứng thúi không? Không. Ra con gì á? Ủa nó ra con gì á? Ủa trứng thối ra gà tiên sử hả? Ôi, con này con gì vậy? Ai biết? Không biết nữa bạn ơi. Thôi mấy cái trứng gà mà không thèm đâu. Ok, vứt đi nè. Rồi, trong mấy cái đống rơm này có gì không ta? Ủa có gì đây? Wow, đuôi gà. Ồ, hóa ra Dịch giấu đuôi gà ở đây bạn ơi. Rồi còn gì ở đây? Cái này nhìn giống trứng bắc thảo vậy. Ồ, trứng bắc thảo. À, có bạn nào biết cái món trứng bắc thảo không? Nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Tôi chưa ăn luôn, tôi chưa ăn luôn. Ok, vậy là ở trong nhà của Dịch á thì mình đã kiếm được đó chính là 15 cái đùi gà và trứng bắc thảo. Bây giờ là mình phải ăn 15 cái đùi gà thiệt luôn hả ta? Ui, no giờ ăn nổi đâu. Ăn nổi đâu hả? Thôi, nhưng mà đã lỡ quay video phải quay sao cho nó hay đúng không các bạn? Ok, mình sẽ mua 15 cái đùi gà ở ngoài đại thờ, kèm theo đó là trứng bắc thảo để cho Sammy ăn thử món trứng bắc thảo nha. Ok rồi, chúng ta cùng nhau đến với video ăn nào. Let's go. Giống kiểu đang xây nhà các bạn. Và món ăn tiếp theo của bọn mình đó chính là đuôi gà. Oh my god. Mấy bạn nhìn nè, nguyên một ngọn núi đùi gà luôn các bạn ơi. Các bạn biết có bao nhiêu cái đây không? Để mình đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Với 15 cái đùi gà này thì mình nghĩ là mình với Sammy sẽ không thể nào mà ăn hết được đâu. Cho nên đó là bọn mình sẽ chỉ ăn vài cái thôi, còn lại bọn mình sẽ đem đi chia cho các thành viên của Hero Team ăn chung nha. Ok. Sẽ có nhiều bạn xem video này sau đó bảo là sao mà anh Phong với chị Sam ăn nhiều như vậy, ăn thiếp ghê quá trời quá đất. Nhưng mà thật ra là mỗi món ăn bọn mình chỉ ăn một chút thôi, còn lại bọn mình sẽ chia cho những thành viên của Hero Team ăn cùng đó nha các bạn nha. Ok. Nhưng mà bà Sam thì tôi nghĩ chắc mình ba ăn hết đống này luôn các bạn. À, ôi giờ nhìn nó đẹp quá, tôi không nỡ ăn luôn á Sam. Giờ sao ta? Rồi bây giờ mình ăn đùi gà đi. Ok. À, nếu như mấy bạn nào thắc mắc á là tại sao bọn mình lại không đeo găng tay thì thật sự là bọn mình đã rửa tay sạch sẽ rồi nha. Thì bọn mình mới bóc gà ăn nha các bạn. Rồi, mình sẽ thử ăn trước một cái đùi gà nha các bạn nha. Mình sẽ lấy một cái đùi gà nè. Đây. Đó, coi chừng đổ bằng núi, coi chừng đổ bằng núi. Đây. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ăn nha. Ok, chấm tương nè. Thử nha. Không biết tôi ăn hết được không? Ngon quá à. Thật sự á, đối với mình các bạn thì thịt gà vẫn luôn là chân lý nha. Mình cũng hơi thích thịt bò nhưng mà thịt gà vẫn là ngon nhất. Với lại thịt gà giảm cân các bạn. Nhớ ăn thịt gà nha. Nhớ cái thịt ức gà giảm cân á. Trong cái con gà là Sammy thích ăn cái phần nào của con gà nhất? Gà hả? Đúng rồi. Cánh các bạn ơi, cánh. Cái cánh á. Tại sao thích ăn cái cánh nha? Cái cánh là thấy tàn tàn da không à? Đấy, cánh nó ngon. Ngon hả? Ăn muốn bay. Ăn vô biết bay. Anh Mr. Dịch. Gì hôm nay nhân một ngày rất đẹp trời, em sẽ tặng anh một miếng đuôi gà. Đuôi chim ngon, siêu ngon. Quá, món siêu ngon. Đúng rồi. Ngon anh. Đuôi gà ngon không? À, ăn thử anh, ăn thử coi miếng này ngon không? Ôi. Ngon anh. Nhất tụi nát luôn mà chưa ăn được. Hôm nay sao tốt bụng vậy? Trời ơi, tốt lắm mà cái này á, nó thật ra không phải thịt gà đâu anh ơi. Gì? Thịt Dịch. Nani? Gì? Dịch. Chắc hẳn là Sam đã từng nghe đến một cái tên, đó chính là trứng bắc thảo đúng không? Ờ, vịt bắc thảo, trứng bắc thảo đúng không? Đây là trứng vịt bắc thảo. Thì nó sẽ có cái màu như thế này.
màu nó kỳ á. Màu giống như trứng khủng long vậy bạn, nó hơi xám xám. Trước tiên nha, thì bọn mình sẽ cùng nhau ăn thử cái trứng bắc thảo này trước, cho Sammy ăn thử trước. Thôi, tôi sợ lắm. Ăn thử đi. Wow. Đen gì luôn. Trứng mà nó đen vậy. Mình nghĩ là có nhiều bạn đã ăn trứng này rồi, nhưng có nhiều bạn chưa ăn, nhưng mà cái trứng này nó có màu đen nha các bạn nha. Đó, trứng bắc thảo Sam chưa ăn bao giờ hả? Chưa. Thật sự là có nhiều người bảo cái mùi này của trứng bắc thảo á nó thúi, người ta kêu nó thúi. Sammy thôi. Nhưng mà tôi nghe đồn là trứng bắc thảo ăn rất là tốt. Đúng. Trời ơi, cái trứng này mà chấm chung với nước tương nha, ăn hơi bị ngon. Nè, thử thử đi. Đây, để không ấy cho sang thử nha. Cái trứng này á, mình rất là ấn tượng với nó ngay từ cái lần đầu tiên mình thấy nó. Đó chính là nhìn nó như là cái thạch rau câu vậy các bạn. Nó núng nín vậy nè. Đây, bên trong đang thui lùi lùi luôn bạn ơi. Ngửi thử đi. Trước tiên á thì mình sẽ cho Sam ăn thử cái phần thạch bên ngoài đã. Thạch này là tôi. Ăn thử cái phần thạch bên ngoài, phần thạch bên ngoài á, không thể Sam mà nó không có mùi gì hết, không có vị gì hết. Thử đi, cắn thử. Đó. Là lạ đúng không? Ừ. Lạ đúng không? Như thạch hả? Giống như ăn đang thạch vậy đó. Lạ đúng không? Ngon đúng không? Yeah. Cộng lắm luôn á, như thạch vậy á. Cái này mà bỏ vô một tí nước tương, một tí ớt chan vô cơm ăn thì rồi sao mới ăn miếng cuối đi không. Ăn ơi không. Ngon mà không. Thương thương không. Ăn đi tí nữa chở đi mua váy đầm. Bây giờ mới chính là ác mộng nè, mình sẽ cho Sam ăn thử cái lòng đen của nó. Thử ơi. Bọn mình đang ăn thử những thứ trong Minecraft mà, bây giờ Phong sẽ ăn thử trước cho Sam coi nha. Này là như đất sét vậy á. Nó đen thui nha, nhiều người ta nhìn ta sợ lắm á bạn. Không, tên đồn đang lừa tôi. Cái mùi của nó béo béo, nó thơm thơm mà nó hơi mặn mặn tí, nó ngon lắm. Thật, Phong nói thật. Nè, Sam ăn thử đi, để Phong một xíu thôi. Rồi, một xíu. Xíu rồi, ăn miệng ra. Một chút xíu à. Đó là một chút xíu à. Nè, thử miếng đi, một miếng thôi. Chấp chấp. Ngon không? Như bơ vậy. Ăn đường mà đúng không? Như bơ vậy á. Đúng rồi, nó ngon mà, chứ nó không có phải dở đâu. Nó sẽ tưởng màu đen, tưởng nó đắng á. Nè, làm thử miếng bự đi. Miếng bự chứ hay miếng gì đó. Miếng bự luôn, hết miếng muỗng luôn. Nói chung là cái này siêu ngon, mình cực kỳ thích cái này. Rồi, ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này mình và Sammy đã ăn được những món ăn như là heo quay nè, pizza nè, gà rán nè và trứng bắc thảo. Trời ơi, mấy món này ngon thật sự luôn á. Ok, yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà các bạn thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Và nếu như mà anh em nào mà muốn mình sẽ làm tiếp tục cái series ăn uống này á, thì các bạn hãy để cho video này đạt được 20.000 like thì mình sẽ làm đến tập tiếp theo nha. Các bạn nhớ nha, 20.000 like nha các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.